Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, không phải ngẫu nhiên mà ở đời này luôn sản sinh ra cái gọi là luật nhân quả. Ông trời rất công bằng, khi mà gieo gió ắt sẽ gặp bão, điều đó là rất đương nhiên. Vì vậy nên luôn cảnh tỉnh, con người ta phải sống khiêm nhường, khiêm tốn, sống hòa thuận, hòa bình với mọi thứ xung quanh, ngay cả con người cũng như cả thiên nhiên. Tránh đi gieo rắc tai ương cũng như làm những việc ác để rồi chính bản thân mình gặp phải nghiệp quật thì cuộc đời con đời cháu của mình sẽ phải gánh lấy. Chúng ta nhìn thấy rõ nhất điều này qua sự việc gần đây khi đất nước Trung Quốc bước vào mùa mưa lũ năm nay, liên tiếp những thiên tai thảm họa đã và đang ập xuống đất nước này. Vậy một câu hỏi đặt ra là tại sao người dân nơi đây luôn phải gánh chịu những thiên tai thảm họa đó? Phải chăng đó chính là những sự việc do chính đất nước này gây ra nói chung và đặc biệt là ông Tập Cận Bình cũng như giới quan chức Bắc Kinh gây ra nói riêng? Để liệt kê ra những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ví dụ điển hình như chỉ trong 3 năm trở lại đây thôi, đó là Trung Quốc gieo rắc tai ương con virus corona xuất phát từ Vũ Hán làm lây lan cho thế giới, làm cho nền kinh tế của thế giới kiệt quệ. Rồi thì biết bao nhiêu người chết vì con virus này lên đến con số hàng triệu. Rồi thì ông ta tận dụng cơ hội đó để xâm chiếm Biển Đông, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mà trong đó Việt Nam chúng ta cũng là một nạn nhân. Cấm tàu bè của các nước ra biển đánh bắt cá, đâm hút tàu cá của Việt Nam chúng ta sản xuất những linh kiện, những vật dụng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó có tẩm luôn cả thuốc độc, khiến người dân Việt Nam chúng ta khi sử dụng vào sẽ dần gặp phải những căn bệnh quái đản như ung thư, rồi sẽ ra sao nữa. Rồi thì cất đi nguồn sản xuất lương thực, thực phẩm và nông sản của Việt Nam chúng ta. Hơn ai hết, những người đã làm nông sản mà sản xuất qua Trung Quốc thì đều biết rằng vào thời kỳ mùa vụ thì đất nước này sẽ thu mua với một cái giá rẻ bèo, khiến cho những người dân khốn đốn vì một mùa màng không được bội thu. Rồi thì chặn đứng dòng nước của các con sông, làm cho các nước như chúng ta nằm dưới thượng nguồn của con sông Mekong vào mùa khô, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long, trở nên hạn hán. Rồi khi bước vào mùa mưa lũ, đất nước này với những chiếc ô tô nằm lênh láng trôi nổi trên mặt nước, chúng lại sử dụng tái chế và đem sang Việt Nam để bán lại. Vì vậy, cần phải cảnh tỉnh người dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những đồ gia dụng trong thời gian này cần phải kiểm chứng, nếu không lại phải mua những vật dụng hư hỏng của Trung Quốc tái chế. Và nếu chỉ trong một bản tin ngắn này, chúng tôi không thể nào kể hết được những tội ác của Đảng Cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là ông Tập Cận Bình. Vì thế, chúng tôi nhờ quý khán thính giả và các bạn có thể liệt kê thêm một số tội ác nữa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là ông Tập Cận Bình, phía bên dưới phần bình luận để trao đổi với chúng tôi. Và nhiều người được biết đến thêm ý kiến của quý khán thính giả và các bạn. Kính thưa quý vị khán giả, một tin buồn lại ập đến với phía Trung Quốc khi cơn bão mạnh thứ 3 trên thế giới vào đêm ngày hôm qua đã bất ngờ đánh sập một tòa nhà cao 10 tầng được xây cách đây 40 năm tại một khu phố cổ gần khu du lịch Phượng Hoàng Cố Trấn ở thành phố Đông Nam của Trung Quốc. Ngoài ra, sức gió của cơn bão còn mạnh cấp 12, thậm chí giật cấp 13-14 khi nó đi từ tỉnh Phúc Kiến sang tỉnh Hà Bắc và Hồ Nam, khiến cho 3 tuyến đường cao tốc nối giữa các tỉnh trên bị phong tỏa và gián đoạn. Ngoài ra, vào đêm ngày hôm qua, cơn bão số 2 còn mang theo những cơn mưa to đến rất to, khiến cho mực nước tại các con sông Dương Tử, Hoàng Hà phía Trung Quốc dâng cao, khiến cho con đập Tam Hiệp phải báo động khẩn cấp ngay trong đêm. Tình trạng tồi tệ trên đang khiến cho các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình hết sức nóng lòng, nhưng họ không biết phải làm sao bởi vì thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc vì những sai lầm mà họ đã gây ra. Trung Quốc, một đất nước rộng lớn, kinh tế khá giả, quân sự lớn mạnh, dân số đóng góp 13 lần so với cả Việt Nam. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua, họ liên tục đón nhận những điều tồi tệ và đen tối nhất. Không chỉ dịch bệnh COVID-19 chưa giảm nhiệt, mà mưa bão hiện vẫn đang càn quét và vùi dập chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho đây là nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật mà Trung Quốc phải gánh chịu bởi những tội lỗi do người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình gây ra.
Theo một thống kê mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia Nhà nước Trung Quốc cung cấp cho chúng tôi được biết, từ đầu tháng 6 năm 2022, mưa to, gió lớn, bão tố mịt mờ. Đất nước với hơn 1,4 tỷ dân này đã bị lũ cuốn trôi, tổng cộng 1.796 căn nhà. 3 khu du lịch nổi tiếng bị đánh sập, 4 tuyến đê bao thuộc sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong bị vỡ, nhấn chìm toàn bộ 13 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, đã có khoảng 16.000 xe hơi bị cuốn trôi và 317 người bị chết hoặc mất tích. Điện, đường, trường, trạm tại nhiều tỉnh thành phía Nam bị hư hỏng nặng nề, thiệt hại ước tính đã lên tới con số 21 tỷ đô la. Một con số vô cùng to lớn mà ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đến như vậy. Chỉ có thời ông Tập Cận Bình mới đang hứng chịu mà thôi. Điều này cảnh báo cho người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc biết một điều rằng, từ nay trở về sau nếu như Trung Quốc còn dở thói côn đồ đem quân đội tàu chiến đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam Á thì nhất định ông trời mẹ thiên nhiên sẽ không bao giờ tha tội cho phía Trung Quốc. Trời và đất sẽ nổi giận ra tay trừng trị Trung Quốc một cách thích đáng nhất, và đây cũng là điều mong mỏi của rất nhiều nước trên thế giới. Nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Tây cùng thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước lũ. Bởi vì lũ lụt chưa rút đi thì cơn bão số 2 lại tiếp tục ùn ùn đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến và những thành phố lân cận của tỉnh này, khiến cho hệ thống điện, đường, trường, trạm bị tê liệt. Một số tỉnh thành lân cận như Thượng Hải, Quảng Châu, Quảng Đông, An Huy, Hồ Bắc tiếp tục bị chìm trong bóng tối. Đồng thời, bầu trời thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn vẫn chuyên một màu. Đó là màu đen tối của mưa bão lũ lụt. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở đây. Con người, đất nước Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc không tin vào nhân quả báo ứng. Thì giờ đây, nhân quả báo ứng đang ứng nghiệm lên đất nước Trung Quốc. Gieo gió thì gặt bão, gieo nhân gì thì gặt quả đó, ác giả ác báo. Mưa bão vẫn đang tiếp tục ập lên đầu ông Tập Cận Bình để trừng trị Bắc Kinh. Được biết, cơn bão số 2 là một trong 3 cơn bão mạnh nhất thế giới, có sức gió gần tâm bão, giật cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 14. Cơn bão này sau khi càn quét quần đảo Hải Nam Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông đã làm ít nhất 3 con tàu hải cảnh bị chìm xuống đáy Biển Đông. Nó còn đánh sập một căn cứ quân sự và một hệ thống radar tên lửa phòng thủ của thủ đô Bắc Kinh đặt trên đảo Hải Nam. Sau đó nó tiến thẳng vào quảng trường Thiên An Môn và thủ đô Bắc Kinh rồi xuyên sang Phúc Kiến, khiến hàng loạt căn cứ bị tốc mái, hàng ngàn cây cổ thụ bị bật gốc, một tuyến đê bao bị vỡ, nhiều tuyến đường, nhà ga, sân bay, bến cảng bị ngập chìm trong biển nước lũ. Hơn 3 triệu người dân Trung Quốc phải chạy đi sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm và rạng sáng ngày hôm nay. Một số người được chạy sang Việt Nam, có ít nhất 59 người thiệt mạng vẫn đang mất tích vì cơn bão và các cơ quan tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Trung ương Trung Quốc đang huy động lực lượng quân đội, lực lượng bộ đội, dân quân cùng máy bay trực thăng chi viện gấp cho tỉnh Phúc Kiến, tỉnh Quảng Đông để cứu giúp những người do bị bão, lũ, lụt, tàn phá. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam Trung Quốc cho biết, nhiều tỉnh thành đã bị phong tỏa. Nói theo các nhà khoa học thì mưa bão năm nay xuất hiện nhiều và dày hơn những năm trước từ 66-70%. Chưa năm nào Trung Quốc lại hứng chịu nhiều thiên tai, dịch họa như năm nay. Hiện tại Trung Quốc đang là tâm điểm của mùa mưa bão và theo Trung tâm Dự báo Quốc gia Trung Quốc cho biết thì phải đến cuối tháng 9 này khi mà Trung Quốc đón nhận thời tiết thu, khi đó là mưa bão của nước này mới chấm dứt. Đấy là lý giải theo khoa học, còn theo tâm linh thì dường như mẹ thiên nhiên và đấng tối cao vẫn đang nổi đóa trừng phạt Trung Quốc. Vì người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được cho là đang thách thức thế giới, nhất là việc ông ta đem quân đội của Trung Quốc dùng vũ lực uy hiếp Biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khối ASEAN, đồng thời xâm chiếm đảo Senkaku của Nhật Bản và lấy dãy núi Himalaya của Ấn Độ. Ngoài ra còn định cướp một quả núi rồng vàng của Triều Tiên. Kính thưa quý vị, mưa bão ngút trời, nhiều tổ chức và các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã ủng hộ rất nhiều cho Trung Quốc để khắc phục hậu quả tinh thần, tình thương, mến thương. Nhưng đáp trả lại điều đó, nhiều nguồn tin tình báo cho biết chính quyền ông Tập Cận Bình đã không đoái hoài gì đến người dân. Thuốc men và dụng cụ cứu trợ được chuyển đến tay người dân với số lượng rất hạn chế, thậm chí đến gói mì tôm cũng phải chia nhau. Trái lại, ông Tập Cận Bình đã dùng số tiền đó để tiêu xài, tân trang thêm tàu chiến ra hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông tập trận và bắn đạn thật, ăn cháo đa bát, tình thương mà thế giới mang lại.
Kính thưa quý vị, tờ báo Hoa Nam cho biết Hải quân Trung Quốc gần đây đã đồng thời đưa hai tàu sân bay ra khơi tập trận, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh và quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng. Theo Reuters, tàu sân bay Liêu Ninh đã rời căn cứ ở Thanh Đảo và hướng ra biển vào cuối tuần trước. Tàu sân bay thứ hai mang tên Sơn Đông cũng rời cảng ở Đại Liên và hướng về Biển Đông. Cơ quan hàng hải Trung Quốc đã thông báo áp đặt khu vực cấm xâm nhập trong 7 ngày tại vùng biển này. Toàn bộ vùng Biển Đông đó cũng đã bị phong tỏa trong 3 tuần để Hải quân Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ quân sự. Ở thời điểm hiện tại, hai tàu sân bay Trung Quốc đang thực hiện nhiệm vụ tập trận riêng biệt, nhưng đó là tin đồn rằng hai tàu sân bay này sẽ gặp nhau và cùng nhau tập trận vì hai tàu chỉ cách nhau khoảng 300 km. Đây chính là một trong những yếu tố mà xảy ra đụng độ căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua ở vùng biên giới và vùng Biển Đông. Tất cả là do phía Trung Quốc gây ra, đây chính là tội ác của phía Trung Quốc, cho nên mẹ thiên nhiên và đấng tối cao được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có một thông tin được cho là cực kỳ nguy hiểm ở ngoài Biển Đông khi hôm qua phía Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình phát động cho quân đội của Bắc Kinh tiếp tục tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa ở ngoài khơi Biển Đông, thách thức các nước trong khu vực cũng như là thách thức thế giới. Thông tin trên đã được rất nhiều tờ báo trên thế giới, đặc biệt là hãng CNN, hãng BBC News và hãng Reuters đưa tin. Ba hãng tin nổi tiếng trên thế giới và Mỹ đã đưa tin. Chi tiết được tờ báo CNN cho biết như sau. Từ ngày hôm qua, Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận thứ hai dọc bờ biển phía Đông Bắc và phía Đông Nam, gây ra những mối quan ngại cho tất cả các nước trong khối ASEAN và cộng đồng trên toàn thế giới. Trung Quốc vào tuần trước để cho tập trận bắn đạn thật, uy hiếp tàu chiến của các nước trong khu vực, thì ngày hôm qua, quân đội Bắc Kinh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tập Cận Bình đã tiếp tục cho bắn đạn thật và phóng tên lửa. Thông tin trên đã được hãng tin Reuters cung cấp chi tiết như sau. Cuộc tập trận thứ nhất, phía quân đội của Trung Quốc đã cho bắn đạn thật và cho tàu chiến giàn khoan uy hiếp xung quanh quần đảo Phú Lâm, sát vách với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, gây ra mối quan ngại cho rất nhiều nước trong khối ASEAN. Và vào ngày hôm qua, Trung Quốc lần thứ hai lại cho tiến hành bắn đạn thật để uy hiếp vùng biển này. Đây là một hành vi leo thang mới của phía Trung Quốc và bành trướng ở ngoài Biển Đông. Dường như Biển Đông đang là miếng mồi ngon cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà ông ta luôn nhằm nhai cướp cho bằng được Biển Đông vào tay cho Bắc Kinh. Nhiều nước trên thế giới cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại một số nước trên thế giới đã đem quân đội của Bắc Kinh đi ra xâm chiếm Biển Đông, mặc cho mưa bão vẫn đang càn quét vào đất liền Bắc Kinh. Thông tin trên cũng được tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, trích dẫn thông báo từ Cục Hải sự Trung Quốc. Cũng như là Hải quân của Trung Quốc cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho điều 80 tàu chiến các loại, trong đó có tàu hải cảnh, tàu dân quân, tàu dân phòng, cảnh sát biển, cùng hai con tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, mang theo rất nhiều khí tài hạng nặng, khí tài sát thương cùng tên lửa và 6 máy bay tác chiến J-11 và J-20 tiến ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật, thị uy sức mạnh dương oai đối với các nước trong khu vực, đồng thời đe dọa trực tiếp đến vùng lãnh hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều này gây ra rất nhiều những mối quan ngại cho các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Kính thưa quý vị, theo hãng BBC của Mỹ cho biết, hôm qua hai con tàu sân bay của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ tiến ra Biển Đông. Ở đây tiến sát vào cuộc tập trận bắn đạn thật của Hải quân Bắc Kinh đã xảy ra cuộc đụng độ đối đầu căng thẳng. Hai bên đã lao vào nhau đánh giáp lá cà. Máy bay của Trung Quốc dường như đã bị không quân Hoa Kỳ bắn rơi. Thông tin trên được tờ báo của Nhật Bản Tokyo hôm qua xác nhận rằng một máy bay của Trung Quốc bị bắn rơi ở đảo Hải Nam phía Trung Quốc. Trung Quốc chưa đưa ra lời bình luận nào về phía Hoa Kỳ cũng như chưa đưa ra thông tin chính xác. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết đụng độ trên Biển Đông giữa Hải quân của Hoa Kỳ và Hải quân của Trung Quốc liên tục xảy ra trong thời gian qua. Mỗi khi phía Trung Quốc đem tàu chiến, đem quân đội tiến ra ngoài Biển Đông tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa, thì ngay lập tức Hải quân hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ lập tức xuất hiện, có mặt để ngăn chặn sự bành trướng ngông cuồng của Bắc Kinh. Hoa Kỳ nói rằng sẽ bảo vệ tuyệt đối đồng minh và đối tác của mình, nhất là bảo vệ Việt Nam trước các mối đe dọa đến từ phía Trung Quốc. Đấy chính là lời cam kết của chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng của Mỹ khi nói rằng sẽ bảo vệ tuyệt đối sự bành trướng và ngông cuồng của Bắc Kinh. Hiện tại thì quân đội của Hoa Kỳ đang điều rất nhiều tàu chiến từ vùng biển Hoa Đông và hòn đảo Guam, nơi đặt căn cứ hạm đội Thái Bình Dương, để tiến ra ngoài Biển Đông, ngăn chặn những mối nguy hiểm đến từ Bắc Kinh. Và các thông tin liên quan đến tình hình đó chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị và các bạn ở bản tin sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp cho quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.